Chào bạn, hôm nay ngày 8 tháng 2 năm 2024, shop Hưng My xin giới thiệu mẫu UKR500. Khung sườn nhôm mối hàng dãy cá, sẽ được trang bị cấu hình là 3 đĩa và 7 lip. Tay đề Shimano, cùi đề đĩa Shimano, cùi đề lip Shimano. Xe này xe lướt nha các bạn nha. Giá xe đang được bán với giá 2.850.000, 2.850.000 sườn nhôm. Xe này mới chạy chắc cỡ tuần. Xe này em chưa lau chùi luôn, để nguyên vậy luôn cho các bạn coi, để các bạn biết là xe lướt nha các bạn nha. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. UK 2.850.000, tay đề Shimano 3 đĩa Shimano Tunay TX, ghi đông dạng hơi uốn cong, tạo tư thế ngồi rất thoải mái. 3 đĩa 8 lip chứ lộn, Shimano 38, Shimano Tunay TX 3 đĩa 8 lip. Xe này xe dùng rồi nha các bạn nha. Đó. Nên nó sẽ có cũ theo thời gian và năm tháng. Sườn nhôm mới hàng dãy cá R500. Sơn là sơn đổi màu nha các bạn nha. Con này không ship nha các bạn nha. Giá tại nhà, các anh chị tới nhà đạp xe về luôn. 2.850.000. Dây âm sườn màu sơn đổi màu, sữa đổi màu. Theo xe có hai cái phản quang và có cái gọng bình nước yên UK. Giá này không ship, giá bán tại nhà các bạn, tại cửa hàng luôn. Các bạn mua nhanh tay chạy qua lấy chứ giờ không có người để ship nữa bạn. Vỏ ruột nè, chạy nè, dơ rồi nè, vệ sinh nó chưa kịp văng lên trên luôn là đã gửi xe bán để nâng cấp lên xe khác rồi. Tại người ta chạy trải nghiệm coi được không, được rồi người ta mới mua xe xịn nữa bạn. Cùi đề đĩa Shimano Tunay TZ, giờ dĩa un kép, pedal theo xe pedal thường đó. Sên lip bụi bẩm còn để nguyên cho bạn luôn. Xe mới chạy thì các bạn nhìn là thấy rồi, cũng sơn chưa đen luôn, clip nè. Ở này đất cát còn nè, đó, để nguyên luôn. Ở này các bạn về lau chùi là y chang như xe mới nha các bạn nha. Nhưng mà bên em bán rõ ràng xe lướt, nó cứ lấy xe lướt cũng không cần phải lau chùi gì luôn. Cứ để nguyên vậy bán cho các bạn. Cùi đề clip là Shimano Tunay. Clip là clip 7, sơn là sơn 7. Sườn nhôm 2.850.000. Bánh bạc đạn nha các bạn nha, clip 8 tầng. Bánh bạc đạn có chân chống kèm theo. Đó, mà giờ mua con này đạp tập thể dục là hết ý luôn, có 2.850.000 dịp Tết nè. Đó, mua chạy đi coi ngắm bông, ngắm cảnh, ngắm cành, ngắm gió. Đi thể dục vòng đó, mua cho con em ta luôn. Tết trừ tiền lì xì nữa nè. Bánh siêu chớn luôn. Sườn nhôm chế độ bảo hành như sau, khung xe em vẫn bảo hành cho các anh chị 2 năm, đề clip làm hỗ trợ sửa chữa miễn phí nha các bạn nha. Tên con xe, thương hiệu con xe UK500. Giá xe đang được bán với giá 2.850.000, xe chạy rồi nha các bạn nha. Xe mới có luôn nha các bạn nha. Xe mới thì mắc hơn nhiều. Xe chạy rồi có 2.850.000, nhanh tay còn chậm tay hết nha các bạn nha. Ó bánh quay cái chạy hoài luôn. À, có 2.850.000 thôi, xe lướt có 1 chiếc à. Có nhiều bạn hỏi xe lướt có nhiều không? Xe lướt lấy đâu ra nhiều bạn? Thôi nha, xe lướt con chiếc không lẽ giờ chặn đường người ta lại, ê bán đi để tôi bán cho người khác đâu được. Nha các bạn nha, mà xe này là đúng chất lướt luôn, các bạn nhìn trên clip là biết liền. Vỏ ruột các bạn nhìn kỹ là biết liền. Nha các bạn nha. Bánh nó chạy vậy đó. 2.850.000, xe chạy vậy đó, xe chạy bánh chớn nó như xe 10 triệu vậy đó. Bánh chạy vù luôn. Sườn lại sơn đổi màu, rất tuyệt vời. 2.850.000 đáng mua các bạn, mua chứ đáng chứ. 2.850.000 hợp lý, tập thể dục, đi làm, đi chơi, đi học, đi phượt. Đó, trả lui luôn rồi, đó, trả lui luôn rồi, đó, thấy không, nó trả lui luôn. 2.850.000, nhanh tay còn chậm tay hết, để quay cận cảnh lần nữa cho các bạn xem nha. Các bạn thấy không, phụt nó không đưa ra, phụt nó thẳng luôn. Tạo tư thế ngồi và sườn nó sát, cho các bạn đi tốc độ hơi cao hơn xíu so với dòng bình thường. Ghi đông dạng hơi uốn cong, tạo tư thế ngồi thoải mái. Tay đề tay thắng Shimano Tunay 38. Rất đẹp nha các bạn nha, có 2.850.000. Đùm là đùm nhôm nha các bạn nha, đùm nhôm, đùm mặt đạn, niền là niền nhôm, cam inox,
Ê, cầm thép, dây âm sườn R500, ghi đông dạng hơi uốn cong, tạo tư thế ngồi thoải mái. Đó, rất đẹp. Chất liệu nhôm là 6061 nha, chất liệu nhôm siêu nhẹ. Khóa cốt yên cũng làm đẹp luôn, sườn sơn đổi màu. Đó, cùi đè đĩa Shimano Tonay, cùi đè lip Shimano Tonay, giò dĩa Unkep 3 đĩa và 8 lip. Bánh trước bánh sau bạc đạn, dùng bánh trước dùng ti bật tháo mở nhanh. Giá chỉ có 2.850.000, giá bán tại nhà không bao ship. Qua mua leo lên xe đạp về đó, chạy tèn 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 đi chơi luôn, đi phố đi ngắm đẹp luôn, lao lệ là y chang xe mới luôn nha các bạn nha. Các bạn về lao chùi y chang xe mới, còn không ở nhà mình đang có người phụ, các bạn cần cho thằng cu nó hay xị nó lao cho bạn cho mới láng kén luôn đó. Hay xị cho nhiều thôi, cho xị nó lao cho đẹp luôn đó.